và phiên tòa. Đây là chương trình tin tức VOA Express của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày 22 tháng 9, 2011. Trà My kính chào quý vị. Các chuyên gia Đông Nam Á họp tại Philippines bàn về vấn đề Biển Đông. Ấn Độ cương quyết hợp tác thăm dò dầu khí với Việt Nam tại Biển Đông, bất chấp sự chống đối của Trung Quốc. 14 dân biểu Mỹ viết thư kêu gọi tân đại sứ David Shear lưu ý tới tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đó là một số tin đáng chú ý. Sau đây là bản tin chi tiết. Chuyên gia hàng hải và pháp lý của 10 nước Đông Nam Á họp tại Manila trong hai ngày 22 và 23 tháng 9 để thảo luận về đề nghị của Philippines nhằm tránh xung đột trên Biển Đông. Giải pháp đúc kết từ cuộc họp này sẽ được chuyển tới giới chức cấp cao của các nước trong Hiệp hội ASEAN, những người sẽ đưa ra các khuyến nghị trước Thượng đỉnh ASEAN vào tháng 11 năm nay. Giới chức Ngoại giao Philippines cho hay Trung Quốc đã phản đối Manila về việc tổ chức cuộc họp này. Chuyên gia về Đông Nam Á của trường Đại học New South Wales ở Australia, giáo sư Carl Thayer nhận xét. Câu hỏi được nêu lên là một tuyên bố ứng xử và một bộ quy tắc ứng xử mang tính cưỡng hành pháp lý sẽ khác biệt ra sao? Đa số các chuyên gia về luật pháp quốc tế đều cho rằng cần phải có một hiệp ước, nhưng con đường tới đó vẫn còn quá xa. Philippines đề nghị các nước tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông vạch rõ các khu vực có và không có tranh chấp để các hoạt động thăm dò khai thác có thể được xúc tiến trong các khu vực không có tranh chấp và những nơi có tranh chấp sẽ trở thành vùng hợp tác chung. Nỗ lực của Philippines hầu đưa ra một chính sách thống nhất của khu vực trước tuyên bố chủ quyền bành trướng của Bắc Kinh trên toàn bộ Biển Đông. Cũng liên quan tới tranh chấp tại Biển Đông, Ấn Độ khẳng định sẽ không đình hoãn công tác thăm dò dầu khí tại lô 127 và 128 mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền, bất chấp sự chống đối mạnh mẽ của Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, ông Palam Raju nhấn mạnh. Chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích của mình một cách mạnh mẽ, vì vậy không có việc rút lại quan điểm đó, sẽ không có sự dè dặt nào hết. Bắc Kinh phản đối hoạt động thăm dò dầu khí của công ty ONGC Videsh thuộc Ấn tại Biển Đông. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi nói. Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa và những vùng biển phụ cận. Chúng tôi có đầy đủ chứng cứ về pháp lý và lịch sử. Bất kỳ công ty nước ngoài nào thăm dò dầu khí trong khu vực mà không có sự đồng ý của chính phủ Trung Quốc là xâm phạm chủ quyền và lợi ích của Trung Quốc, là bất hợp pháp và vô giá trị. Ấn Độ nói sự hợp tác của họ với Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào đều tuân thủ luật và các hiệp ước quốc tế. Nhật Bản, đối thủ lớn nhất của Trung Quốc trong khu vực, đã lên tiếng hậu thuẫn Ấn Độ. 14 dân biểu Hoa Kỳ gửi thơ kêu gọi tân đại sứ David Shear lưu ý tới tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Lá thư do các dân biểu Loretta Sanchez, Joe Crowley, Chris Smith và Frank Wolf dẫn đầu đề nghị tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ngoài việc tăng cường các mối quan hệ ngoại giao với Hà Nội, nên để ý tới các lĩnh vực như pháp quyền tự do Internet và các trường hợp bất đồng chính kiến bị đàn áp. Những người đồng ký tên trong thư cũng yêu cầu tân đại sứ Shear kêu gọi chính phủ Hà Nội phóng thích vô điều kiện những người bị giam cầm vì đã bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa, cũng như ngưng đàn áp quyền tự do tôn giáo của người dân. Bà Phạm Thị Phượng, thành viên Đảng Vì Dân có trụ sở tại Hoa Kỳ, lãnh 11 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Bà Phượng cùng với chồng là ông Phạm Bá Huy bị bắt tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 4 năm ngoái vì bị cáo buộc là hoạch định các hoạt động khủng bố trong ngày 30 tháng 4 và lễ lao động 1 tháng 5. Đại diện Đảng Vì Dân, bà Trịnh Ngọc Anh phát biểu với Ban Việt ngữ Đài VOA. Khi mà chị Phạm Thị Phượng bị bắt vào ngày 21 tháng 4 năm 2010, Nhà nước Cộng sản Việt Nam đồng loạt đưa tin rằng là chị Phạm Thị Phượng đã về Việt Nam để mà đặt bom khủng bố. Nhưng mà trong buổi xử sơ thẩm thì tòa án chỉ có nhấn mạnh đến vấn đề là chị Phượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và không hề truy tố hay truy vấn về tội khủng bố đối với chị Phạm Thị Phượng. Những lời cáo buộc chỉ là một cái cớ để mà quy chụp đối với chị Phượng hay Đảng Vì Dân. Đường lối và chủ trương của Đảng Vì Dân từ trước đến nay thì chúng tôi có lộ trình dân chủ hóa Việt Nam cũng như đề cương của Việt Nam và cương lĩnh của Đảng Vì Dân. Hoàn toàn chúng tôi là một tổ chức trong cái đường lối đấu tranh bất bạo động. Vì vậy nên cáo buộc Đảng Vì Dân khủng bố là một điều mà chúng tôi hoàn toàn lên án, phản đối đối với Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Sau khi hai vợ chồng bà Phượng bị bắt tại Việt Nam, con cái của họ đã được chính phủ Thụy Điển cấp quy chế tị nạn chính trị. Trong phúc trình về tình hình nhân quyền Việt Nam năm 2010 được công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ hồi tháng 4 năm nay, có đề cập tới trường hợp của bà Phượng cùng với nhiều nhân vật tranh đấu dân chủ khác bị bắt giam hoặc bị kêu án tại Việt Nam. Công trình đài tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng khiến cho công luận bất bình với kinh phí vừa loan báo cao gấp 5 lần so với mức dự tính ban đầu, từ gần 4 triệu lên thành gần 20 triệu đô la. Dự án được khởi công năm 2007 tại khu vực núi Cấm, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, trên khuôn viên có tổng diện tích hơn 15 hectare, nhằm vinh danh các bà mẹ Việt Nam đã hy sinh chồng con trong các cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ. Giới chỉ trích lên án việc xây dựng công trình tốn kém hàng chục triệu đô la, trong lúc nhiều bà mẹ anh hùng đang sống trong cảnh nghèo túng, dù đã có nhiều cống hiến, hy sinh cho đất nước. Hiện có khoảng 44.000 người được tôn vinh là mẹ Việt Nam anh hùng, hiện vẫn còn sống, và đa số đều già yếu và nghèo khó. Chuyển sang các thông tin quốc tế, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas rằng đưa vụ việc ra Liên Hiệp Quốc không thể giúp cho Palestine thành lập được quốc gia cho họ. Nhưng người Palestine nói họ sẽ thúc đẩy yêu cầu được Liên Hiệp Quốc công nhận. Các giới chức Tòa Bạch Ốc cho hay ông Obama đã cảnh báo Tổng thống Abbas vào chiều thứ Tư tại New York rằng Hoa Kỳ sẽ phủ quyết bất cứ hành động nào của Liên Hiệp Quốc nhằm công nhận quốc gia Palestine. Các trợ lý cao cấp Palestine nói rằng việc theo đuổi để trở thành một quốc gia với tư cách hội viên đầy đủ của Liên Hiệp Quốc sẽ không bị chậm lại và họ tỏ quyết tâm bác bỏ bất cứ lèo lái chính trị nào trong vấn đề này. Nhưng họ nói thêm rằng người Palestine sẽ để cho Hội đồng Bảo an một thời gian để xét đơn xin của họ trước khi đưa vụ việc ra Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Mỹ đang chuẩn bị mở cửa lại sứ quán tại thủ đô Tripoli của Libya, trong lúc NATO đang triển hạn thêm các hoạt động tại nước này thêm 3 tháng nữa. Giữa lực lượng của chính phủ lâm thời và phe trung thành với ông Gaddafi, đại sứ Mỹ Jane Kretz đang góp mặt tại Tripoli, nơi nước Mỹ dự tính thượng kỳ tại sứ quán vào ngày thứ Năm. Ông Kretz làm việc trong chức vụ đại sứ Mỹ tại nhiệm sở ở Tripoli cho đến tháng 12 năm 2010. Ông đã rời khỏi nước này sau khi WikiLeaks công bố đánh giá của ông về đời tư của cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi, trong đó ông mô tả ông Gaddafi là đồng bóng, hết sức bất nhất và quá lo lắng cho bản thân. Trung Quốc cảnh báo quan hệ quân sự và ngoại giao với Hoa Kỳ sẽ bị tổn thương nếu như Washington quyết định nâng cấp đội phản lực cơ chiến đấu F-16 đã lỗi thời của Đài Loan. Hôm thứ Năm, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ sự bất bình lớn lao và lên án mạnh mẽ về vụ mua bán này. Và tờ Nhân dân Nhật báo do Đảng Cộng sản kiểm soát nói rằng các giới chức Hoa Kỳ đang phạm lỗi lầm lớn nếu họ nghĩ là họ sẽ không phải trả một cái giá cho vụ mua bán đó. Chiều thứ Tư, đại sứ Mỹ Gary Locke đã được triệu đến Bộ Ngoại giao, nơi một phát ngôn viên nói rằng ông được bảo cho biết là vụ mua bán này phá hoại những hợp tác quân sự và an ninh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Lực lượng chính phủ Yemen nổ súng vào những người đi đưa đám tang tập thể và đụng độ với các binh sĩ bất đồng chính kiến tại thủ đô Sanaa, hạ sát 9 người ngày 21 tháng 9, trong lúc một trung gian hòa giải vùng vịnh rời khỏi Yemen mà chưa có tuyên bố nào về một thỏa thuận chuyển giao quyền lực. Sau cuộc hưu chiến kéo dài nhiều giờ, tiếng súng và các vụ nổ đã dập tắt những lời cầu nguyện của những người đi dự đám tang cho những người biểu tình chống chính phủ bị hạ sát trong vụ đàn áp kéo dài 4 ngày gây nhiều thương vong. Các lực lượng chính phủ cũng pháo kích vào trụ sở của Sư đoàn 1 thiết giáp đã ly khai tại thủ đô Sanaa và tấn công các thường dân ở quảng trường Thay Đổi, nơi dựng lều dài 4 km của hàng ngàn người đã biểu tình ngồi lì từ một tháng nay ngay tại phía dưới của căn cứ quân sự Sư đoàn thiết giáp 1. Nhân viên cứu hộ tiếp tục cố gắng vượt qua những khó khăn vì đường xá bị tan phá và nạn đất lở để tới được các vùng bị ảnh hưởng trong trận động đất tại Himalaya, khiến ít nhất là 109 người thiệt mạng tính tới ngày 22 tháng 9. Trận động đất với cường độ 6,9 có tâm chấn tại bang Sikkim của Ấn, nhưng gây tàn phá khắp vùng Đông Bắc Ấn, Nepal và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc. Nhà chức trách cho hay trận động đất đã gây một vụ đất lở, chôn vùi ít nhất 40 công nhân làm việc từ một nhà máy thủy điện trong thị trấn Sapo ở phía bắc bang Sikkim. Ít nhất 12 công nhân đã thiệt mạng ngay tại chỗ và vẫn còn nhiều người mất tích. Đến với voatingviet.com để cập nhật tin tức, xem các video thời sự phóng sự, học tiếng Anh, tìm hiểu về nước Mỹ, trực tiếp thảo luận trong chương trình tạp chí Thanh niên, bình luận với các blogger của VOA, hỏi đáp y học, kết nối với các trang mạng xã hội của VOA trên Facebook, Google+, Yahoo 360 độ Plus và Twitter, nhận bản tin hàng ngày để vượt tường lửa. voatiengviet.com, thông tin trung thực đa chiều. voatiếngviệt.com, thông tin để tiến bộ.